Thưa quý vị, chiều tối ngày 14 tháng 10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa đặc biệt lớn. Nhiều tuyến đường khu dân cư bị ngập nặng, giao thông chia cắt. Một số khu vực bị sạt lở, ngập sâu, phải sơ tán người dân. Bản tin thời sự tối nay sẽ dành nhiều thời lượng để cập nhật tình hình và phản ánh công tác khắc phục hậu quả sau trận mưa lụt lớn đó. Sáng nay, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan để đánh giá nhanh tình hình, mức độ thiệt hại và chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả. Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn Đà Nẵng từ chiều qua đến rạng sáng nay đã có mưa đặc biệt lớn. Lượng mưa phổ biến từ 400 đến 700mm khiến cho nhiều tuyến đường khu dân cư trên địa bàn Đà Nẵng bị ngập nặng. Mức ngập từ 0,5 đến 2m, có nơi ngập sâu hơn 3m, tạo ra các dòng chảy rất xiết và nguy hiểm, giao thông chia cắt. Một số khu vực bị sạt lở, ngập sâu phải sơ tán hàng ngàn người dân, gây khó khăn trong công tác ứng cứu, cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng. Qua cập nhật ban đầu, đã có 4 người chết do mưa lũ. Tại cuộc họp sau khi đánh giá tình hình mức độ thiệt hại, Đà Nẵng đã tập trung đánh giá rút kinh nghiệm trong ứng phó xử lý ngập lụt và khẩn trương triển khai các phương án khắc phục. Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị địa phương chủ động trong công tác khắc phục bão số 5, thống kê mức độ thiệt hại để báo cáo với cơ quan trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi chỉ đạo, làm tốt công tác hỗ trợ các gia đình bị nạn và bị thiệt hại, tập trung công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, sớm khôi phục hoạt động cấp điện, viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông thông suốt, đảm bảo lương thực, nước sạch cho người dân ở những vùng đang bị ngập và tích cực xử lý những nơi còn ngập úng. Đồng chí triển khai thực hiện ngay cái việc xử lý những nơi còn ngập và phải có cái phương án khơi thông ngay các cái nơi còn ngập. Hiện nay sáng nay tôi đi kiểm tra sơ bộ và đầu giờ sáng nghe các đồng chí báo cáo thì hiện nay ở trên địa bàn Thanh Khê, địa bàn Cẩm Lệ, Hòa Vang Niên Chiểu, Hòa Vang là những nơi còn đang ngập rất nặng. Và tôi đề nghị là phải có cái phương án để xử lý các cái nước ngập ở các trong khu vực nội thành. Phải đảm bảo lương thực, nước sạch cho người dân nơi bị ngập và nhất là những nơi còn đang ngập và dự báo là sẽ tiếp tục ngập. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần phân tích, đánh giá rút kinh nghiệm, nhất là trong công tác dự báo, đánh giá diễn biến nguy cơ, công tác triển khai các phương án phòng chống bão lũ, công tác thông tin và tiếp nhận, xử lý thông tin, công tác cứu nạn cứu hộ, sớm đề xuất Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố và cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư, trang bị phương tiện cần thiết, phù hợp để triển khai hiệu quả công tác phòng chống mưa bão trong thời gian tới. Chúng ta hầu như chưa có các phương tiện để ứng cứu và xử lý tiếp cận ở những vùng ngập, nhưng ngập là chảy xiết chứ không phải là ngập bình thường. Tôi nói ví dụ các đồng chí ngập ở Hội An là cái nước chảy ở nước đó là không chảy, nhưng mà ở đây nó là nước chảy như là sông, mặc dù có thuyền, có anh em bộ đội xuống nhưng không tiếp cận được khi mà cái mực nước nó cao quá đầu người, bởi vì nó chảy xiết như thế là nó sẽ đẩy đi. Hoặc là kể cả chúng ta có cái phương tiện là calo như cái vụ ứng cứu sáng nay ở trên Hòa Vang mà cuối cùng nước nó chảy xiết, nó còn làm hỏng cả chân vịt, đúng không? Còn đẩy cái xuồng đi rất là xa. Như vậy là chúng ta chưa tính đến các cái phương án. Tôi muốn nhắc lại cái ý này để chúng ta phải rất lưu ý tới đây trong cái việc mà mua sắm và xác định các cái phương tiện để làm sao cho nó phù hợp. Mưa bão, lũ lụt còn diễn biến phức tạp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị địa phương theo dõi sát tình hình để có phương án ứng phó hiệu quả, kịp thời biểu dương các lực lượng tổ chức cá nhân tích cực trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.